nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống, chúng ta luôn bị giằng co giữa sự thiện và sự ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những người theo Chúa Kitô và những người bị thế gian chống đối. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã cảnh báo cho chúng ta điều này. Những môn đệ của Ngài và những ai đi theo Ngài thì sẽ bị thế gian chống đối, lên án và bắt hại. Bởi vì sao? Bởi vì thần lực của thế gian, thần lực của bóng tối, thần lực của ma quỷ vẫn còn tiếp tục hoành hành cho đến ngày Chúa lại đến. Và Chúa cho điều đó xảy ra. Và người môn đệ của Chúa Kitô, những người đi theo Chúa Kitô là những người chọn cho mình một lối sống đối nghịch lại với thế gian, đối nghịch lại với thần lực của sự ác, thần lực của bóng tối. Bởi vậy, thế gian hay là quyền lực của Satan luôn tìm cách chống phá và bắt hại những người đi theo Chúa Kitô. Và Chúa an ủi với chúng ta rằng môn đệ không lớn hơn thầy. Họ đã từng bắt bớ thầy, vu khống thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ và vu khống anh em. Nhưng chúng ta cũng nhớ điều mà Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta và cũng cố niềm tin cho chúng ta, là Ngài nói với chúng ta rằng anh em hãy can đảm, hãy vững tâm lên, vì thầy đã thắng thế gian. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thầy đã thắng thế gian, tức là Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh, đã chiến thắng tử thần, nên thế gian không còn có nghĩa lý gì trên những người môn đệ bước theo Chúa Giêsu Kitô, vì họ đang đi trong ánh sáng, đang đi trong sự thật, đang được Chúa Giêsu Kitô phục sinh dẫn lối. Ngày hôm nay chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta cũng phải bước theo con đường này. Nhưng chúng ta hãy vững tâm lên, hãy tin tưởng vào lời của Chúa, thầy đã thắng thế gian. Và chúng ta mạnh mẽ, chúng ta can đảm, và chúng ta được mời gọi sống chứng tá cho tin mừng, sống chứng tá cho Chúa Giêsu Kitô phục sinh bằng những hành động xác thực của chúng ta. Đó là những hành động mưu ích cho công lý và hòa bình, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng xã hội. Và với tư cách là người tín hữu của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi đem tin mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ nhất.